Thưa quý vị và các bạn thân mến, ông Trọng muốn độc quyền yêu nước. Cường độ sợ Tàu và miệt thị trí thức đã gia tăng trong ngôn ngữ và hành động của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng và của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Bằng chứng khép nép với Bắc Kinh lần này của lãnh đạo Việt Nam đã hiện nguyên hình tại kỳ họp Trung ương 11 và trong diễn văn bế mạc và tuyên bố sau đó của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu bảo thủ nghiện chủ nghĩa cộng sản hơn bất cứ ai ở Việt Nam và thân Trung Cộng. Ông Nguyễn Phú Trọng còn không ngại bêu xấu những ai đòi nhà nước phải cấp thời hành động chống Trung Cộng sau khi nước này đã cho tàu thăm dò dầu khí Hải Dương 8 xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở bãi Tư Chính, Trường Sa từ ngày 3 tháng 7 2019 và tiếp tục hoạt động ở khu vực cách Vũng Tàu lối 370 cây số hướng Đông Nam. Ông Trọng đã xách mé bêu dếu họ. Hiện nay có một số phần tử cố tình kích động to tiếng lên gần lên, ra vẻ ta là anh hùng, ra vẻ ta là yêu nước. Vậy còn Trung ương Đảng, Chính phủ, Tổng Bí thư không yêu nước à? Vô trách nhiệm à? Không phải cứ nói mạnh làm liều mới là yêu nước. Do vậy cần phải tỉnh táo để phản bác những luận điệu xuyên tạc của một số phần tử về vấn đề này. Ông giao giảng làm sao giữ được đất nước bình yên tiến lên nhưng đồng thời giữ đất nước độc lập, thế mới là giỏi. Cha ông ta cũng thế thôi, các cụ khôn khéo lắm, cố gắng giữ quan hệ nhưng cái gì về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là ta không bao giờ nhân nhượng, theo các báo từ Việt Nam. Ông Trọng đã đưa ra những lời nói mất bình tĩnh và chỉ trích bất nhã các trí thức trong cuộc tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 gồm 3 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ ngày 15 tháng 10 năm 2019. 3 ngày sau hội nghị Trung ương 11 kết thúc vào ngày 12 tháng 10 năm 2019. Tuy ông Trọng không nói đích danh nhưng ai cũng biết những người bị ông Trọng nhắm vào đa số là nhân sĩ, tướng lãnh và các nhà ngoại giao nổi tiếng đã bất ngờ được mời tham dự cuộc hội thảo thảo luận về tình hình bãi Tư Chính do Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển, tên viết tắt là PLD, tổ chức tại Hà Nội ngày 6 tháng 10 năm 2019, một ngày trước buổi khai mạc của Trung ương 11, 7 tháng 10 năm 2019. Viện PLD do Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao đứng đầu thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, VUSTA, được phép Đảng thành lập. Nhưng ai trong Bộ Chính trị đã bật đèn xanh cho ông Giao tổ chức hội thảo và còn được mời những cái gai trước mắt ông Trọng tham gia thảo luận về tình hình nhạy cảm, Tư Chính mà không bị phá vẫn còn là một thắc mắc trong dư luận. Từ trước tới nay đã có một số cuộc thảo luận về tình hình Biển Đông và tình hình trong nước do các nhân sĩ trí thức tổ chức bị ngăn chặn hoặc phá đám phải bỏ cuộc. Lý do nhà nước chống vì lãnh đạo không muốn nghe những tiếng nói trái chiều với lập trường, không dám đụng đến lỗ chân lông của lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình. Lần này khác, cuộc thảo luận ngày 6 tháng 10 2019 đã diễn ra suôn sẻ, không khách mời nào bị chặn đường hay bị bắt cóc như những lần trước. Nhiều người tham dự đã ra khỏi đảng, từng bị đảng bỏ tù, bị khai trừ và chống đảng và công khai đối lập với đảng. Cũng có những trí thức từng bị đảng liệt kê trong danh sách những phản động và cơ hội chính trị hay bị các thế lực thù địch mua chuộc xúi dục chống đảng như giáo sư Chu Hào và nhà văn Phạm Viết Đào. Theo tường thuật của nhà nghiên cứu ngôn ngữ Đào Tiến Thi thì trong nước thì tại cuộc hội thảo này các chuyên gia hàng đầu đều nhận định sự kiện bãi Tư Chính là vô cùng nghiêm trọng bởi vì đây là nút thắt của nút thắt. Tư Chính là nút thắt của vấn đề Biển Đông hiện nay và vấn đề Biển Đông lại là nút thắt của quan hệ Việt-Trung. Mất bãi Tư Chính có thể dẫn đến mất toàn bộ quần đảo Trường Sa và mất Trường Sa thì có thể dẫn đến mất nước. Sau đó vẫn theo ông Thi thì các chuyên gia về luật biển, về biển và về ngoại giao đều cho rằng kiện Trung Quốc là biện pháp tốt nhất hiện nay. Ông Thi viết cái khó là Trung Quốc rất lì lợm không chịu cùng nhau ra tòa. Trong khi nhiều tòa án quốc tế chỉ thụ lý nếu cả hai bên cùng chấp thuận ra tòa. Theo một số chuyên gia, giới cầm đầu Trung Quốc đã nhiều lần dỉ tai giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đừng kiện để giữ đại cục. Thế thì Việt Nam đã gặp khó khăn ngay từ chủ trương rồi.
Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an đã có bài phát biểu chi tiết nói về tham vọng đánh chiếm biển đảo Việt Nam của Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước của Trung Cộng. Ông nói, động thái lần này của Tập Cận Bình xuất phát từ hai nguyên nhân. Một là ngăn chặn không cho bất kỳ nước nào vào đầu tư trong vùng biển Việt Nam khai thác dầu khí. Lần này Tập Cận Bình đánh thẳng vào dạ dày Việt Nam rồi, cho mày biết thế nào là lễ độ, tao không đánh trên bộ như năm 1979. Lần này tao đánh thẳng vào, mày phải phục, và khi mày phục, khi mà khó khăn chơi vơi thì buộc lòng phải ngả theo Trung Quốc thôi. Nên lần này do so với lần Hải Dương 9-1 năm 2014 thì lần này nghiêm trọng gấp trăm triệu lần. Đây là cuộc đối đầu thực sự. Không biết lãnh đạo Việt Nam ta đánh giá việc này như thế nào, nếu không nhận ra đúng vấn đề này thì phản ứng của ta sẽ khác. Tướng Cương nói tiếp, nguyên nhân thứ hai là do Việt Nam biết thế nào là lễ độ trước những phản ứng có vẻ hí hửng của Việt Nam trong cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Cho nên vấn đề thứ ba tôi muốn nói, mục đích, ý đồ lần này của Trung Quốc cực kỳ nguy hiểm, nghiêm trọng, gấp trăm lần so với sự kiện Hải Dương 9-1 năm 2014. Từ góc nhìn an ninh, Biển Đông là nút thắt, là cửa ngõ của Trung Quốc. Bãi Tư Chính là nút thắt của nút thắt. Vị trí đặc biệt như vậy, xét trên phương diện quân sự, trên bản đồ Bãi Tư Chính là nút thắt của nút thắt trên Biển Đông. Và Trung Quốc quyết tâm muốn biến thành chuyện đã rồi, biến cái không tranh chấp thành cái gọi là tranh chấp, làm cho thế giới nhìn nhận có tranh chấp tại đây, buộc Việt Nam phải nhân nhượng. Thật ra nó đã phá ta từ năm 2000, cũng xung quanh Bãi Tư Chính. BP của Anh, Conoco Philippines của Mỹ phải rút là vì Trung Quốc dọa. Tháng 7 2017, tập đoàn của Tây Ban Nha cũng phải rút. Cũng tại hội thảo này, tướng Cương còn tiết lộ sau khi Tòa trọng tài quốc tế Trung Quốc thua kiện Philippines phán quyết PCA năm 2016, Trung Quốc cử cán bộ sang làm việc với lãnh đạo cao cấp của Việt Nam thực hiện 5 không. Thứ nhất, không được ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế. Thứ hai, không được đưa ra ASEAN bàn thảo liên quan đến vấn đề Biển Đông. Thứ ba, trong đa phương quốc tế, Việt Nam không đưa phán quyết này ra. Thứ tư, trong đàm phán Việt Nam-Trung Quốc không được đưa vấn đề này. Thứ năm, các đồng chí không được kiện Trung Quốc. Như vậy thì lý do mà ông Nguyễn Phú Trọng đã gay gắt với một phát biểu trái chiều với Đảng tại cuộc hội thảo ngày 6 tháng 10 2019 đã được bạch hóa, vì ông Trọng sợ bị Tập Cận Bình cho là ông đã cho phép tổ chức cuộc hội thảo để chống Trung Cộng. Người phát biểu thứ hai gây chú ý tại cuộc hội thảo và trong dư luận sau đó là thiếu tướng nghỉ hưu, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương, người nổi tiếng trong cuộc chiến chống Trung Cộng xâm lược ở mặt trận biên giới 1979-1989. Tướng Lương nói với mọi người, câu chuyện thứ nhất là tôi muốn nói là ngày mùng 2 vừa rồi, chúng tôi dự hội thảo do Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì. Thời gian suốt một ngày, Bộ Ngoại giao thông báo tình hình quốc tế và nhiệm vụ đối ngoại 2020. Nhiều vấn đề, nhưng mà tôi chỉ muốn thông tin câu chuyện. Kết thúc phần lên lớp của quan chức thì tôi đặt ra những câu hỏi. Một, chúng ta có kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế không? Hôm nay có lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương. Đây không phải là câu chuyện của một nhóm, một bộ phận mà là câu chuyện của toàn dân rồi. Tôi muốn các anh nghiêm túc trả lời cái này và trả lời rõ. Nếu chúng tôi đến đây, đến dự họp nghe xong rồi, không có ai có ý kiến phản hồi hoặc là không có cái trình báo gì ra về thì nó nghe không rõ 2 tiếng. Đoán là lãng phí vô cùng. Thứ hai, nếu như chúng ta để mất Bãi Tư Chính thì vấn đề nó sẽ là như thế nào? Tôi đặt giả thuyết thứ nhất, vấn đề có chiến đấu đến cùng hay không để giữ cho được Bãi Tư Chính. Giữ được Bãi Tư Chính là giữ được toàn bộ những cái đảo còn lại của chúng ta. Mất Bãi Tư Chính là đảo của chúng ta mất hết. Chứ các anh đừng nói rằng là nếu thực hiện có cái đường lưỡi bò thì Việt Nam chỉ còn 50% đặc quyền trên biển. Philippines nó mất 70%, Malaysia mất 80%, Brunei mất 30%. Nếu chúng ta bị mất thì nó không còn là đảo nằm trong của chúng ta.
Tôi nghĩ các anh trả lời rõ vấn đề này. Vấn đề này cũng là vấn đề bức xúc của dân đấy. Và tôi cũng nói thêm các anh rằng nếu như để xảy ra chiến tranh thì lỗi lớn nhất là Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, rồi đến Đối ngoại Quốc phòng. Và thế hệ chúng tôi, những người trực tiếp tham gia chống Mỹ, bây giờ chúng tôi trên dưới 70 tuổi, vào sinh ra tử, đổ xương máu trên chiến trường. Tôi sẽ cầm đầu nhé. Anh em đến hỏi thăm Bộ Ngoại giao, quan điểm rất rõ ràng. Tướng Lê Văn Cương còn được trích dẫn đã nói thêm với cử tọa. Tuy nhiên, theo tôi biết, không có đồng chí lãnh đạo Việt Nam nói không kiện. Hiện nay vẫn chuẩn bị đầy đủ, nhưng theo tôi, ngửi mùi cấp trên lúc này chưa thích hợp để kiện. Tình hình tư chính khẩn trương như thế và giặc đã vào nhà mấy lần rồi mà vẫn ngu ngơ, bảo chưa thích hợp để kiện, thì đến bao giờ mới thích hợp, hỡi ông Nguyễn Phú Trọng. Trong khi đó, tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, nguyên phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, đã nêu ý kiến tại hội thảo kiện Trung Quốc là giải pháp hòa bình, kiện là giải pháp ngăn chặn chiến tranh, sử dụng luật pháp và dư luận quốc tế khi có mâu thuẫn giữa các bên là biện pháp cần thiết và đúng đắn trong thế giới văn minh và hội nhập. Ông Hoàng đặt câu hỏi vì sao ta lại sợ kiện trong khi chính nghĩa thuộc về ta, sợ kiện hay sợ Trung Quốc? Đặt câu hỏi như vậy là vì tôi nghe có ý kiến cho rằng nếu ta kiện Trung Quốc thì họ làm căng hơn nữa, trong khi ta phải sống bên cạnh họ lâu dài, nếu để họ thù vặt thì rất khó ở, mà họ cũng dọa ta như thế, dọa để ta đừng kiện. Có lẽ những lời cảnh giác của giới trí thức đã khiến ông Trọng và Bộ Chính trị lên ruột như bị chạm nọc đến tận xương tủy vì sợ bị Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình của Trung Cộng trả đũa chăng. Ông Trọng cũng phân bua với cử tri Hà Nội rằng Hội nghị Trung ương lần thứ 11 vừa qua đã dành một buổi trong chương trình làm việc để nghe báo cáo về tình hình đối ngoại, để có thông tin và tạo sự đoàn kết thống nhất cao. Nhưng nội dung thảo luận không được tiết lộ, nên điều được gọi là thống nhất cao cũng chỉ là lối tự biên và tự diễn của ông Trọng. Đáng chú ý là vấn đề Biển Đông, dù được đông đảo nhân dân theo dõi và quan tâm, cũng chỉ được ghép chung vào vấn đề quan hệ đối ngoại và được trình bày vào buổi sáng của phiên họp ngày sau cùng, thứ Sáu ngày 12 tháng 10 2019 trước giờ bế mạc của Trung ương 11. Việc sắp xếp vấn đề đáng lẽ phải ưu tiên vào phần chót của chương trình dài 6 ngày họp chứng tỏ ông Nguyễn Phú Trọng và Ban chấp hành Trung ương đã có chủ tâm hạ thấp tầm quan trọng của biến cố bãi tư chính để không làm phật lòng lãnh đạo Trung Cộng mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cõng trên lưng để cao giao, vừa là đồng chí vừa là anh em. Điều này còn được chứng minh trong diễn văn bế mạc và trong thông báo cuối cùng của Trung ương 11 khi cả ông Trọng và Ban chấp hành Trung ương đã tránh nói đến hai chữ Biển Đông. Trong toàn diễn văn, ông Trọng chỉ nói mấy chữ kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo quốc gia trên cơ sở pháp luật quốc tế. Trong khi thông báo cuối cùng cũng chỉ là nói dập khuân, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Vậy mà theo tường thuật của các báo Việt Nam thì ông Nguyễn Phú Trọng đã tự khoe với cử tri Hà Nội ngày 15 tháng 10 2019 rằng quan hệ đối ngoại của chúng ta vừa qua rất tốt rồi, nhưng mỗi khu vực, địa bàn cũng có những vấn đề phức tạp riêng, đặc biệt là vấn đề biên giới, biển đảo. Nước nào cũng có và nước nào cũng phải xử lý. Ta ký được biên giới với Trung Quốc bao nhiêu năm nay, phân định được Vịnh Bắc Bộ, bây giờ đang đàm phán và định cửa Vịnh Bắc Bộ. Hay gì mà căng thẳng, cả đôi bên cùng thiệt. Ông Trọng còn cao giọng phải đặt vấn đề trong tổng thể, vừa kiên quyết kiên trì bảo vệ đấu tranh, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nhưng đồng thời cũng phải giữ được môi trường hòa bình ổn định. Nhưng tổng thể hay đại cục, theo cách nói của Trung Cộng, dựa theo phương châm mà Bắc Kinh đã giao cho Việt Nam thời đại Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh gồm 16 chữ, láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài hướng tới tương lai và tinh thần bốn tốt, láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Ông Trọng còn bày vẽ lên lớp với cử tri việc xử lý mối quan hệ này không đơn giản chút nào, song như thế không có nghĩa là nhân nhượng bất cứ thứ gì vô nguyên tắc. Nguyên tắc là độc lập chủ quyền,
thống nhất toàn vẹn lãnh thổ nhưng đồng thời phải giữ ổn định. Chưa có thời kỳ nào đất nước đang có không khí ổn định tốt như thế này, phải giữ lấy nó. Ông Trọng còn khoe tiếp trong vấn đề Biển Đông, thái độ của Đảng và Nhà nước ta đã tuyên bố dứt khoát, đó là rất kiên quyết nhưng cũng phải rất khôn khéo. Báo An ninh Thủ đô ngày 15 tháng 10 năm 2019. Nếu Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã rất kiên quyết và rất khôn khéo thì tại sao lại để cho Hải Dương 8 và các tàu hộ tống có võ trang của Trung Cộng cứ tự do ra vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam như ao nhà mình từ ngày 3 tháng 7 năm 2019 và chưa có dấu hiệu rút lui? Phải chăng lập trường cứ nhũn như con chi chi để chờ sung dụng từ Bắc Kinh còn hơn gây hấn để họa vào thân là thượng sách của ông Trọng trước hành động xâm chiếm biển đảo ngày càng rõ ràng của Bắc Kinh qua vụ bãi thứ chính? Người dân cũng muốn biết lực lượng chấp pháp của Việt Nam gồm một số tàu cảnh sát biển có vũ trang và tàu hải quân đã và đang làm gì ở bãi thứ chính hay chẳng làm được gì trước sức ép của Trung Cộng. Thêm vào đó, ai cũng thấy Ban Tuyên giáo đã bưng bít thông tin về thứ chính và các hoạt động của các tàu võ trang hộ tống của Trung Cộng không ngoài mục đích muốn giảm thiểu mức độ căng thẳng để tránh làm mất lòng Bắc Kinh. Trung ương 11 khai mạc ngày 7 tháng 10 2019 đã tập trung thảo luận chính về dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011 về dự thảo báo cáo kinh tế xã hội trình Đại hội 13 của Đảng, về dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2019-2020. Tình hình Biển Đông quanh bãi thứ chính dù rất khẩn trương đã không được Bộ Chính trị ghi vào chương trình họp chọn ngày của Trung ương 11. Một nghị quyết riêng về tình hình bãi thứ chính được chờ đợi trong dân cũng không có. Lý do dân mong vì họ muốn nhà nước nên có một lần dứt khoát với chủ trương chèn ép phi pháp của Trung Cộng. Hơn nữa, trong diễn văn khai mạc ngày 7 tháng 10 2019, ông Nguyễn Phú Trọng đã gây ảo tưởng cho mọi người khi ông yêu cầu Trung ương phân tích dự báo có căn cứ cơ sở khoa học tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông, chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn thách thức cần phải nỗ lực vượt qua, từ đó xác định sát hợp với mục tiêu tổng quát dự kiến của các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản quan trọng nhất trong năm 2020. Nhưng chuyện phân tích có hay không đã được giữ kín để khỏi mất lòng phương Bắc, hay những điều ông Trọng phô trương tưởng như nghiêm chỉnh cũng chỉ là chiếc thùng rỗng để ông độc quyền yêu nước và tiếp tục được sống chung và hưởng bổng lộc của Trung Cộng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm một nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm một nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.